Baldur's Gate 3 đã ra bản chính thức rồi. Cùng bắt đầu chơi với Thiện nào. Nếu bạn mới biết đến kênh này thì mình là Thiện. Mình đã chơi Dungeons & Dragons hay còn gọi là D&D được 3 năm rồi. Trong kênh này mình cũng đã làm rất nhiều video hướng dẫn chơi D&D và upload các buổi chơi D&D của bọn mình trên Discord lên YouTube. Còn cái game Baldur's Gate 3 ấy, thì nó lấy lore và cả cơ chế game rất nhiều từ D&D luôn. Và cái series chơi Baldur's Gate 3 này thì mình cũng muốn tận dụng như là một cái cầu nối cho những người mới đến với D&D nói riêng và game nhập vai nói chung. Khi chơi thì mình sẽ chỉ ra các cái cơ chế giống hoặc khác với D&D như thế nào và đưa những cái kiến thức của mình về lore D&D để giải thích thêm Easter egg nếu có. Ví dụ như ngay từ cái tên game Baldur's Gate là tên một cái thành phố chính thức trong lore của D&D. Trong cái series này thì mình sẽ không chỉ đối xử với Baldur's Gate 3 như là một video game mà mình sẽ mang thêm một chút tinh hoa của nhập vai tabletop vào đây nữa để tương tác với cái cốt truyện của game một cách ý nghĩa hơn, nhập vai hơn, đúng nhân vật hơn. Mình sẽ giải thích thêm cái điều này khi mà chúng ta tạo nhân vật. Ngoài ra thì mình cũng có thêm một series chơi Baldur's Gate 3 nữa với một người bạn của mình là Boop. Trong cái series đấy thì bọn mình tạo hai nhân vật hoàn toàn là của bọn mình luôn. Từ việc đi đâu trên bản đồ, tương tác về cái gì hay làm gì là đều đúng với tính cách của nhân vật bọn mình luôn. Và sẽ tập trung vào cái sự tương tác của hai nhân vật đó với nhau trong game. Thiện xin được cảm ơn các hội viên YouTube và các patron đã ủng hộ Thiện cho quá trình xây dựng một cộng đồng chơi game nhập vai Việt Nam phát triển và lành mạnh. Oh, cảnh báo nhá, game này 18+, bạo lực, máu me, ngôn ngữ nặng nề và sẹt. Trong cái tựa game này thì mình, tại vì game nó tiếng Anh mà, mình cũng sẽ có lúc nói nửa tiếng Việt, nửa tiếng Anh, mà mình sẽ cố gắng nói tiếng Việt nhiều hơn có thể. Đây thì là một con Mind Flayer, là một thứ sinh vật rất đáng sợ. Mình đã có một cái video short về cái này. Chúng mình sẽ được biết thêm về lore của nó khi mà game nó bắt đầu thêm. Trong Baldur's Gate 3 thì mình có thể hoặc là tự tạo nhân vật, cũng giống như khi mà chơi D&D mình tạo một nhân vật riêng của mình để chơi, hoặc cũng có thể chọn một vài nhân vật đã được tạo sẵn của game. Với mình thì mình rất thích anh bạn Will. Basically là một người có lý tưởng tốt đẹp, muốn làm việc thiện. Mình nghĩ là rất đặc thù của một thể loại game nhập vai fantasy như thế này. Nhưng tất nhiên anh ấy cũng có một chút đặc đặc bủ bủ plot twist. Mình sẽ bật cái phần video giới thiệu của anh này cho mọi người xem. Seven years ago, I was exiled from Baldur's Gate, the city I call home. My name is Will, but the people of the Sword Coast call me the Blade of Frontiers, champion of the meek, defender of the innocent. The truth isn't quite so simple, but they're right about one thing. I hunt monsters, and I always catch my prey. My latest target is a devil, and I'm right on her tail. Once I'm through with her, she'll never escape the fires of the first hell. Đó, thấy mình nói không? Thanh niên theo một cái lý tưởng chính nghĩa, nghĩa hiệp. Các nhân vật khác thì cũng có đặc thù riêng của họ, phù hợp với nhiều phong cách nhập vai và tiếp cận thế giới khác nhau. Trong cái series này, mình sẽ cố gắng nhập vai vào Will nhất có thể. Thay vì mình chơi là, Thiện là một người chơi, nếu mà nhảy vào thế giới này thì sẽ làm gì? Thì mình sẽ đặt mình vào chân cậu Will này, với cái xuất xứ này, với cái lý tưởng và tham vọng này, thì mình sẽ xử lý các tình huống như thế nào? Thêm cái phần tinh hoa của một game nhập vai vào nữa. Ok, đã có ý tưởng về nhân vật. Bây giờ chúng ta sẽ đến cơ chế của nhân vật. Khi chọn một nhân vật được tạo sẵn thì có rất nhiều thứ đã được tạo cho mình rồi. Chủng tộc của cậu Will này là Human, con người. Class của cậu ấy là Warlock. Thì quan trọng của class này là họ tạo nên một cái pact, cái hợp đồng với một thế lực rất mạnh, có thể là một vị thần, có thể là một thứ ngoài hành tinh. Và trong trường hợp này thì Will có một bản ký kết với The Fiend, ác quỷ nào đó, để có được cái sức mạnh cậu ấy có. Cái class này trong D&D nếu mà chơi hay thì có rất nhiều cơ hội để nhập vai, vì mục đích của nhân vật mình có thể khác với mục đích của người cho mình sức mạnh. Ngay từ đó đã tạo nên được nhiều khía cạnh để chúng ta khám phá nhân vật này trong khi tương tác với thế giới rồi. Cantrip là những phép thuật mà mình có thể dùng đi dùng lại. Mình sẽ lấy một là Eldritch Blast, bắn ra một cái tia năng lượng. Đây là một phép thuật cấp thấp gây sát thương điển hình của Warlock. Ngoài ra thì mình cũng sẽ lấy Blade Ward. Khi dùng phép thuật này thì mình có thể kháng lại sát thương địch gây ra từ các loại vũ khí. Baldur's Gate 3 không có hành động né nên Blade Ward tăng lên giá trị rất nhiều. Phép level thấp thì vẫn chưa quá mạnh, mình sẽ lấy Protection from Evil and Good, một phép bảo vệ, và Hex là một phép tấn công. Xuất xứ của chúng ta là anh hùng nhân dân,
folk hero. Bạn là một chiến binh của những người thường, challenge những kẻ thống trị và những cái loài quái vật để bảo vệ những người không có khả năng tự bảo vệ mình, cứu rỗi người vô tội trong những hiểm nguy để tạo nên một cái legend của bản thân mình. Đây sẽ là cái kim chỉ nam trong khi mình roleplay nhân vật Will này. Và đây là các chỉ số của chúng ta. Từ trên xuống là sức mạnh, độ khéo léo, độ bền bỉ, thông minh trường lớp, thông thái hiểu đời và cái tầm ảnh hưởng trong xã hội. Tiếp tục. Game này yêu cầu mình tạo một nhân vật Guardian của mình. Cái này thì mình hoàn toàn custom được, nên mình sẽ chọn một hình mẫu nhân vật mà Will sẽ look up to, sẽ ngưỡng mộ. Và chúng ta đã sẵn sàng để bắt đầu. Baldur's Gate 3. Đây rồi, nhân vật của chúng ta. Will, anh hùng nhân dân.
chuẩn bị để nghe rất nhiều từ anh hùng nhân dân nói một cách sarcastic trong cái series này. Dậy rồi. What did that elithid do to me? Get it. I've got a quiet camera. Damn it, Karlach. Where have you gotten to? Will phải bắt một cái người Karlach. Basic movement. Có thể dùng chuột trái di chuyển, ok. Center camera. You can always force. Từ từ. Thôi được rồi. Thôi được rồi. Nó sẽ không phải là một game RPG để chúng ta không lút đầu. Tiền. Tốt lắm. Rather not see the insides of one of these things again. Glad to be out. Now, let's get a move on. Với là một người có kinh nghiệm chơi game RPG lâu năm, chúng ta luôn luôn phải cái chỗ bắt đầu chúng ta phải chạy ngược lại, thử ở chỗ đấy là giấu đồ. Mình có cái đuốc không nhỉ? Tối quá. Visions project into your mind. A Nautiloid hurtling through the plains, resplendent with psionic energy. Tiền. Tốt. Empty, empty. Rồi. Mình phải kiếm cái nguồn sáng đấy sớm. Nhân vật này không có dark vision, là không có tầm nhìn buổi đêm, nên là khá khó nhìn. Thường ở trong D&D nhiều cái chủng tộc có dark vision, nên là chơi một chủng tộc không có dark vision như là tộc con người là một cái hơi bất lợi thế một chút. The pool that Bing came from, the parasite now writhing behind your eye. Tìm hiểu. Đây. Để xem nào, skill check dice roll. Yep, nó cũng có giải thích luôn. Đây là việc mà lăn xúc xắc trong D&D. Khi mà mình làm một cái hoạt hành động gì đấy mà không chắc chắn là có hoàn toàn thành công hay không, thì mình sẽ lăn cái xúc xắc. Điển hình ở đây, D&D là hay dùng cái xúc xắc 20 mặt, gọi là D20. Có thể cộng một số cái điểm bonus như cái intelligence của mình được cộng 1. Easy. Success. The casing is fragile. The slightest touch could cause it to crumble. Dễ nổ. Và biết như vậy rồi thì chúng ta sẽ lựa chọn là không chạm vào đó nữa và nó đi thôi. Hồi báo. Okay. Máu ở level 1 thì rất là thấp. Và bây giờ đúng không? Mình là level 1. Yep. Level 1 Warlock. Máu là có 11 thôi. Cực kỳ thấp và cực kỳ dễ chết. Nghe có tiếng ở tai bên trái. Thường có một câu đùa trong D&D là D&D từ level 2 đến level 20 thì là Hero Fantasy, còn level 1 của D&D là Horror Fantasy. Đi đâu chết đến đấy. Để xem ở đây có cái tiếng gì này. Úi dạ. Giật đùng đùng. To save us from this place. From this place you'll free us. The exposed brain quivers in expectation. Please. Before they return. They return. Mình đã nói trong cái phần intro là đây nên là game mature 18 cộng chứ nhỉ? Tất nhiên là cũng có những cái thứ nó
sexy, nhưng mà ngoài ra cũng có những thứ bạo lực và những thứ gore như thế này, nên là có được cái tag, gắn cái tag người lớn 18 cộng. What am I talking to? Người hay não vậy? You realize you're talking to an intellect devourer, a minion of the mind flayers who abducted you. Nếu mà mọi người nhìn ở cái góc bên trái này vừa nãy, là chúng ta cũng có thỉnh thoảng lăn một số cái D20 xúc sắc để xem có thành công không. Nếu thành công thì mình nghĩ là người dẫn chuyện sẽ cho mình nhiều thông tin hơn. Vẻ hết cứu rồi. Làm gì đây? Investigation. Strength or dexterity, khéo léo. Đây là một quyết định mà mình sẽ chơi theo đúng nhân vật Will. Cậu này là một anh hùng nhân dân với tư cách không thỏa thuận với cái xấu và cực kỳ ghét những thứ xấu xa trên thế giới. Cậu sẽ không giải cứu cái bộ não này, một cái con Intellect Devourer, một cái đàn quân của bọn Mind Flayer. Cậu sẽ phá hủy luôn cái não này. Ok. Hoàn toàn tĩnh lặng, không còn là tiếng ở con này nữa. Và đó là cái nhìn đầu tiên của chúng ta đến với việc roleplay nhập vai một nhân vật khác. Có thể cái nhân vật này đưa ra những quyết định không hoàn toàn giống với bản thân mình. Ví dụ nếu Thiện là một cái người chơi game thì lúc đấy Thiện sẽ muốn thử tất cả các cái lựa chọn có thể, kiểu có một con não này, thử cứu nó xem sao. Nhưng khi mình nhập vai vào cái nhân vật Will, mình sẽ có những cái quyết định khác. Đấy, mình nghĩ là cái thú của một game nhập vai, một sự hòa quyện giữa nhân vật và người chơi. Trong một bàn chơi thì còn có nhiều người chơi khác nữa, và một cái người kể chuyện. Tất cả bọn mình cùng ngồi trên bàn và cùng tạo một câu chuyện với nhau hay nhất có thể. Ai đây? Abomination. This is your end. Đây là cái chị cho cutscene. And your skin tingles. Visions rush past. A dragon's wing, a silver sword, and a flash of your face seen through the strange woman's eyes. Sòng não. What is this? Squall. You are no thrall. Blackith blesses me this day. Together, we might survive. Who are you? Who am I? Your only chance of survival. Rất hữu ích. Tại sao nghĩ tôi lại là nên nô lệ? Graphic đằng sau này, background vẫy vẫy thì xuất thu. Chúng ta biến thành Mind Flayer sao? Phải có gì chúng ta làm được chứ? Imps là những cái bọn quỷ bé lâu la ở trong ác quỷ. Có vẻ là mọi người đang ở Hell, địa ngục. Không như thế cần một cái close up như vậy. Ready to fight, combat happens in round. Chơi lần lượt theo vòng, và cứ đến turn thì mình có thể hoạt động. Khi mà mình hoạt động thì cái game nó pause, cái thế giới nó pause lại. Mình được điều khiển cả hai nhân vật này. Cho chị này thì là Lazel, chạy sang bên có nhiều con hơn.
Tại chị ấy là class fighter, đánh cận chiến tốt hơn. Còn Will thì sẽ dùng phép thuật bắn con ở bên phải. Eldritch Blast, baby. Cái turn miss, nice. Mọi người để ý thì khi mà bắn cũng có tỷ lệ phần trăm. Thường là khi mà chơi một game D&D trên bàn tabletop là mình cũng sẽ lăn cái xúc sắc 20 mặt để xem có trúng hay không. Tất nhiên là loot. Không quên. À, là crossbow. Được. Bấm Y để mở inventory. Ok. Là crossbow tiếp. Hiện chơi hiện tại mình đang giữ nút Alt để nó hiện các cái đồ vật dưới sàn lên. Ok, khá nhiều vũ khí thường. Ok, trong khi mà trèo cái này thì mình sẽ đưa các đồ vũ khí cho chị này. Em cái này vào đây để dùng. Cái này vào đây. Cái nỏ. Ủa? Hai crossbow. Ok, cái này đây. Short sword scimitar của chị này. Ok, song kiếm. Không trọng gì, à không chạm vào cái gì à? Thế thì phải tìm hiểu nó làm gì trước đã nào. Chịu. 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 Lăn ba cái Arcana fail cả ba. Rồi sao chị này có lăn được không? Fail, fail. Wow. 6 cái Arcana check fail in a row. Ok, fine. Mấy người này xem thế nào. Totally unresponsive. Time for a chat. Flickers in his eyes, but he seems totally unaware of his surroundings. Well. Còn đây. Có vẻ trong này có người. We have no time for stragglers. Không. Anh hùng của nhân dân luôn có thời gian để cứu người. Có phép thuật ở đây. Xem nào. Đúng số cần thiết luôn. Success. You feel them drawing energy from the console near to the pod. Are you satisfied? We need to go. Có cái lớp bảo vệ phép thuật ở đây. Tìm cách mở. Xịn quá. Ok, và chị bình tĩnh nào. Phải phải cứu nhân dân, cứu người đang gặp nạn. Nhất là khi người gặp nạn là một chị sinh khác. Magic Link. Cái chị đẹp đợi em. The console appears dormant. It hit it. The console hums to life. Nhìn xem nào. Oh my god. Oh my god. Critical fail. Số 1 trên cái xuất sắc 20 mặt là critical fail, số 20 thì sẽ là critical success. Oh boy.
Ok, đặt tay lên xem nào. Discomfort fades, and another sensation washes over you. Connection. Authority. Oh my. Cái này nghĩa là hình như là dùng cái con Tadpo, dùng cái con gì trong đầu để mở nó ra, năng lượng psionic. Thôi không muốn dùng, để xem có cách nào khác để mở nó không. Thì bình tĩnh. Sẽ quay lại. Trong phòng này còn gì à? Ui giời. Nào. Ừ, các kiểu necklace. Ồ, khóa. Cần zip tool để mở các cái hòm khóa hoặc là các cái cửa khóa. Chúng ta có chìa khóa đây rồi, là tiện. Là một người khác sao? Này có một bảng điều khiển nữa này. Được rồi, trên này cái gì đã? Đạo. Đặt tay lên. Place your hand on the pod, you hear something. A presence connected to the pod, commanding the person inside to change. Ui à. Bạn này sao rồi? Damn. Change her. Changed at the pull of a lever. How? If we are not purified, this may be our fate. Ugh. Is that our fate? The newborn mind flayer stares at you, weak and dazed. Không ai biết gì nhá. Không ai biết. Không ai thấy gì hết. Từ xem trong này có gì không. Vừa tìm được cái chìa khóa. Rồi, có ít tiền. Có thể tìm được cái chìa khóa gì đấy. Đến lúc này thì Will sẽ khá là lo lắng. Không biết là có biến à này lại thành một Mind Flayer không. Sẽ cố gắng tìm hiểu trước. Và Will vẫn sẽ muốn cố gắng cứu cái người này. Đó. Phải tìm hiểu thôi. À, 15. Được. The pulsing glow and organic lines of the device make it seem more like a beating heart than a machine. This device is different from the one that caused the other captive to transform. Khác à? Perhaps it will open the nearby pod. Perhaps. Xem có gì khác không nào? Suddenly you feel a hideous squirming in your head. The parasite. Then discomfort fades. Lại cái con đấy ở trong đầu. Có vẻ giống hệt như lúc nãy. À, rồi, bây giờ chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Để cứu được người này thì chúng ta phải dùng cái con nòng nọc trong đầu thôi. Bắn dòng não vào nó. Shiver runs across your mind.
You feel sated. Nice. At last. Bạn sao không bạn ơi? Anh không nhận ra đến đây. Thing was going to be my coffin. Thank you. Your mind lurches into her thoughts. Her gratitude is mixed with wariness. Because chị này cũng có cái khả năng đó. You keep dangerous company. Hey. Chúng ta cần dangerous company để đánh nhau. Looks like there's plenty of fighting ahead. Let me come with you. We can get off this ship and watch each other's backs along the way. Okay. Mình là Will. À từ. Nó cũng cảm thấy cái gì lúc nãy không? Có gì trong đầu chúng mình? It must be because of those parasites they put in us. But that'll have to wait. Còn ký sinh trùng đó. Help each other or not? Okay, sure. Shadowheart. One moment. Cứu ra giùm mà. Đi cùng nhau chứ còn làm gì nữa? Gì đó. Chắc là Will sẽ không tò mò quá về những cái đấy. Rồi đi nào. Let us make for the hell. We've wasted enough time already. Will sẽ tôn trọng đồ của người khác. Lead on. Những người này thì chắc là không cứu được nhỉ. Yeah. Có thể là mình có cái sức mạnh đấy rồi thì mình có thể cứu. À xem chị mới này có đọc được cái bảng đấy không? Unleash. Fail. Oh sure. Unleash. Psionic energy radiates from the prisoners, but they do not react. Sure. Ok, đến nút bên phải thì sao? Oh. Ok. Họ chết rồi. Oh no. Phải nút giữa là nút cứu à? Rồi chịu. Oh no. Will ấy là Will. Hold on. Nó thể làm thế này đúng không? Đấy, kiến lửa. Rồi. Để laser cũng làm thế. Và cả Shadow Hurt. Right, Shadow Hurt, yep. Shadow Hurt là một cleric. No, không phải làm thế. Nhúng nó vào. There we go. Các thanh niên boss đánh nhau. Bọn im có khỏe đến vậy đâu. Sao con này yếu rồi. Nhưng mà có rất nhiều kẻ xấu trước này. Will sẽ muốn tiêu diệt cái ác. Oh my god. Tiêu diệt cái ác. Hùm chịu.
Ủa, bạn cái gì vậy chị? Thì đẹp ơi. Nhung tí lửa. Ây da, sao nó chạy thẳng đến mình này. Dí người chơi đúng không? Dí người chơi rồi. À đấy, mình vừa thấy cái khả năng mà giết được một cái sinh vật thì hồi được một ít máu. Đó, mình đang có cộng 4 máu này. Piercing strike. Đấy. Dạ, xịn quá. Song kiếm. Một tay kiếm, một tay đao. Khi bọn quái vật tấn công thì bọn nó cũng phải lăn cái D20 và nó có thể trúng hoặc là trượt mình. Ôi, đút đồ cái nào. Thêm kiếm nữa. Ừ, có thể dùng kiếm sẽ tốt hơn. Nah, never mind. Hết tốc chạy rồi. À, được đấy. No time to waste. Trong một lượt thì mình sẽ có một là hành động, hai là hành động nhanh, nó được ghi là bonus action. Khi nào mình thấy thì mình chỉ mấy cái này toàn là màu xanh là action hết ở bên dưới cùng ấy kìa. Khi thấy bonus action thì mình chỉ rồi. Đây ví dụ như cái này là nó là bonus action này, là action, đây là khác bonus action mình có. Hai cái đấy là khác nhau nhé. Và mỗi turn chỉ có một action và một bonus action thôi. Ngoài ra mình cũng có tốc chạy nữa. Không dùng tốc chạy thì là phí thôi. Khi mà hai thằng này đánh nhau thì sẽ để... Ui dạ, thằng này nhiều máu hơn rất nhiều ấy. Phải hỗ trợ thằng Mindflayer đánh thằng ác quỷ. Xem nào, có vũ khí gì mạnh không? Nhé, yeah, không được à? Thì đây sao? Kéo sang. Ơ kìa. Kéo lên, kéo lên. Thôi được rồi. Cho ông này cái Shield of Faith. Hỗ trợ. Em đến hỗ trợ anh ấy ạ. Không. Không sao. Tôi hỗ trợ cho. Hi 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 hi. Chúng ta phải diệt trừ cái ác tận gốc. Không nói với thằng Mindflayer nhá, nhưng mà sau khi giết thằng ác quỷ mình sẽ giết đến Mindflayer. Úi da. Critical hit. Được natural 20 đấy, ăn được 20 trên cái xúc sắc. Chưa thiếu thế nhỉ? Chém chém. Rồi, nó sắp bay màu rồi. Chúng ta còn 11 turn để kết thúc cái này. Không sao, còn nhiều thời gian. Trượt nhiều thế.
lại cũng trượt. Combat của sự trượt. Ui giời, critical hit, nice. Rồi, để tiếp tục. Bọn này bắt đầu đến, căng rồi. Bọn ác quỷ yểm trợ đến. Bong. Bong, ui giời. Đẹp quá. Đẹp quá chị ơi. À, ở đây không đẹp lắm. Will hay là Will? On the victor's path. Nó còn một turn nữa là đến chỗ mình. Yeah. Đến lúc này thì chắc là Lazel sẽ bắt đầu chạy này. Lazel là người không muốn đánh nhất. Shadowheart cũng bắt đầu vòng ra sau lưng thằng này. Thì bắt đầu chuồn dần thôi. Không trúng. 10 máu. Will sẽ cố đấm ăn rồi. Rồi, Laser sẽ bắt đầu chạy. Không phải việc của tôi. Biến. Hurry before they strike. Kết lượt. Ôi à đừng. Ôi. Còn 10 máu thôi mà cố lên nào. Lời gieo sẽ phải chạy rất là nhanh. Kệ tất cả mọi thứ. Ok. 7 máu. Cú bình cậy. Chạy, không quan tâm. Đến cái bàn điều khiển rồi. Rồi, cứ né đòn đi. Sao? Đánh đi anh Mind Flayer, đánh đi. Ôi rồi. Suýt được rồi. Down, khi đã ngã xuống không máu thì số phận bây giờ chỉ còn dựa vào sự may mắn. Mình đã làm một video như thế này. Mình có thể để cái video lên màn hình. Oh my god. 7 đam. Có giết được không? Thôi sao? Mày đi. Mày đi. Tôi không làm được rồi. Chạy thôi. Điều khiển thuyền đó. Gọi là ôi. Ôi. Như phải kéo đó một cái. Bùng cái. Ồ. Đi qua giữa các chiều không gian. Thế là nghi kia ứng này chắc là cứu được Will với cả Shadowheart nhỉ.
Cố lên nào. Đúng rồi, với đó. Nice. Cái combat vừa rồi, nếu mà may mắn thêm một tí nữa là được. Con quỷ đấy còn có mấy? 7 máu à? Về về thế giới thực tại đó. Những ai đây? Một hobgoblin và một drow. Đây là goblin. Đuổi theo con tàu. Will đây rồi. Cậu chào của chúng ta. Tựa bị đập vào bạn. Boom. Ông bay ra. Ý. Đây những lúc chúng ta sẽ nói là ma thuật. Will ơi. It hurts just to dậy nào Will. You need to get your bearings. You went to Avernus as a hunter, but you've left it as prey. Not to devils, but to the tadpole in your brain. Giọng bà dẫn chuyện này thơ phết. Đến địa ngục như là một người thợ săn, xong rồi rời đi như là một con thú bị săn. Mình còn phải tìm và săn Kalak. Có thể là cái patron của mình sẽ có thể giúp. Perhaps you need to help her before she can return the favor. High time you got back to the hunt. Chúng ta đã đến với thế giới tươi đẹp. Baldur's Gate 3 không quá đẹp tại vì mình phải chỉnh graphic xuống mức gần thấp nhất để có thể ghi hình lại được. Thỉnh thoảng nếu mà nhìn close up ở mặt, lắm khi nó chưa load xong mặt trông nó hơi xấu xấu. Bây giờ mà có thời gian để kiểu nhìn nhân vật rõ hơn ấy thì mới để ý thêm là cái mắt bên phải của cậu này nó có vẻ là hỏng và hiện tại nó là một cái viên đá. Nếu mà nhìn kỹ thì cũng có một vài cái vết sẹo ở chỗ mắt cậu này. Khi nào mà có cái close up thì nhìn sẽ rõ hơn. Nhưng mà đến cái dialogue, đến khi mà hội thoại. Xem nào. Người đánh cá. Vậy là cái thuyền, đây là các cái xúc tu của cái thuyền Nautiloid đấy. Oh, hello there. Ngã từ trên thuyền xuống vẫn ôm cái đồ kia. Trộm mà không, không, chúng ta là anh hùng nhân dân. Chúng ta sẽ gọi cô ấy dậy. Có vẻ là khá tập trung vào cái đồ vật cô ấy cầm. I remember the ship. I remember falling. Then nothing. Rồi, giờ sao? Mấy bạn gift tôi rồi. You might want to reconsider calling her a friend. Looks like she ran off without us. Sao lại nói vậy? Chúng ta phải cùng hội, cùng bè chứ.
concerned for her than she is for you, clearly. We need to take care of ourselves. First things first, we need supplies, shelter, and most of all, a healer. We might have escaped, but we still have these little monsters in our heads. We. Chị đẹp muốn đi cùng sao? We need each other. And we both know what's at stake. Can't think of better company. Me neither. Let's get moving. One thing. Just before we go. I wanted to thank you again. For freeing me. It would have been all too easy for you to run right past my pod. But you didn't. I'll remember that. Lead the way. Clementine will remember that. Mọi người biết mấy cái game The Walking Dead của hội Telltale từ lâu lắm rồi không? Từ lâu hồi đợt đấy mình đã bắt đầu chơi những cái game kiểu nhiều lựa chọn này. Đấy là một cái tựa game mà đưa mình vào cái những cái game nhập vai nhiều hơn. Đây. Telltale game hồi đấy có nhiều cả, nhưng mình nhớ là có The Walking Dead này, xong rồi có gì nhỉ, The Wolf Among Us, series đấy cũng hay chơi mãi. Những cái game đấy thì chủ yếu là chỉ bấm di chuyển và chọn các lựa chọn thôi, chứ không có combat hay gì hết. Nó hoàn toàn tập trung vào kể một câu chuyện, có nhiều cái ending khác nhau. Nếu mà những bạn nào mà kiểu game gần hơn, nó sẽ giống với Detroit Become Human. Mình rất thích thể loại game mà nó tập trung vào cốt truyện như vậy. Sai, I love you, there I said it. Anh yêu em. Và nếu chúng ta gặp nhau ngày mai, anh sẽ nói lại và lại lần nữa, cho đến khi chúng ta già và bạc phơ đầu. Chúng ta cùng đến thành phố Baldur's Gate nào. Anh biết là chúng ta sẽ khá là bất ổn, và vài tháng trước đã khá khó khăn, mà nó luôn luôn dễ hơn một chút khi em ở đó. Hãy rời bỏ con thuyền và gặp anh ở cái ngọn đồi nhìn về phía cây cầu nhé. Mang tất cả những gì em có thể mang, và chúng ta sẽ làm chúng ta sẽ cố gắng đi, đừng muộn. Từ đây là Anna gửi đến cho Si. Thế là anh ơi. Oh man, thanh niên đấy nằm rồi. Too bad. Giờ bấm vào người anh ấy chỉ hiện ra lốt thôi. Mình thích cái cách mà cái game này nó xây dựng thế giới vẻ khá là subtle, nghĩa là không quá dày đặc, không vào mặt, nhưng mà nếu mà mình chịu khó đọc thì mình sẽ thấy được các thứ thông tin. Map, there's a map, your surrounding, you can view quest, location, custom market, marker, teleport to waypoint. Ok, có vẻ đây nó thể hiện cho các cái checkpoint để mình teleport. Từ nãy tìm được cái mũ. Mũ đâu rồi? Không lấy mũ à? Không sao, bonus necklace, đeo cái mũ đây. Mũ wizard. Devour. Vậy là có thêm bạn này kia. Đây là lúc rất thích hợp để chúng ta đi một cách cẩn trọng và kín đáo. What?
Chưa xong. Hai người vào combat. Chúng ta nên đi lùi lại một tẹo. Tại vì tốc chạy của mỗi sinh vật, kể cả người chơi lẫn quái vật đều có hạn. Nếu mà bọn nó phải tốn công chạy thì bọn nó sẽ không tấn công được mình. Đấy là một điều rất cơ bản khi mà chơi combat D&D. Tất nhiên, những cái loại quái vật mà nó thông minh hơn thì nó có thể cũng giữ tốc chạy của mình và không chạy đến thẳng cho mình như thế này. Trừ khi là mình trượt thì nó có chạy đến thẳng cũng không vấn đề gì. Và trượt critical miss. Ok. 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 Oh no. Will sẽ bước lùi lại một tẹo. Em Will không có giáp. Ui giời. Oh đấy. Đây, máu còn 2 trên 10. Mọi người đã hiểu tại sao level 1 là của D&D là horror fantasy chứ. Oh my god. Đến lúc lấy phép ra rồi. Hex, Dex vào đi. Very cool. Unlock an action as the rest of another material will remain inside. Ok. Cần tránh ra một tí. Đập. Phần này dễ nằm này, dễ nằm này. Ta tự hồi máu bản thân cái đi. Đấy, may mà hồi máu đấy, không phải là nằm rồi. Dexterity. Cái này là một cái phép đơn giản để tăng sát thương của mình lên thôi. Shadow Heart, cái chị này là cleric thì thường có phép hồi máu. Ngoài ra cũng còn có nhiều phép để cũng có nhiều phép để tấn công khác, nhưng mà cleric khi mà nói đến một cleric thì người ta thường hay nghĩ đến là một người để đi hồi máu. Còn cậu Will này, vừa rồi mình dùng một cái phép tấn công là Hex, tăng đam cho mỗi cái đòn đánh của mình thêm. Giết cái bọn Intellect Devourer nhanh hơn. Được, lát nói chuyện sau. Giết bọn Intellect Devourer nhanh hơn thì nó sẽ đỡ giết mình hơn. Thường trong D&D, việc heal là nó không quá hiệu quả. Chỉ khi nào cần thiết thì cũng dùng, hoặc là bú bình bằng bonus action được thì dùng. Bú bình bằng hành động nhanh. Còn nếu mà không có cái hành động nhanh để hồi máu thì thường nên là giết địch nhanh hơn. Offensive is the best defense. Những lúc có hòm khóa này không nhất thiết chúng ta phải cố gắng cậy khóa làm gì, chỉ cần thế này thôi. Ủa, từ từ. There we go. Đập nó ra cũng được. Ok, để quay lại nói chuyện với chị này một tí. Nãy Vanda vừa đang có nói. Something the matter. Nè, thấy mắt của cậu này không? Mắt này bằng đá và có mấy cái vết xước. Story of the artifact. There's no story.
Chỉ giữ cái đồ gì đó. Bí mật ghê hả? We haven't gone all that far yet. What are you referring to exactly? Let's talk about a little stowaway. Chị nghĩ gì về cái việc mình bị bắt đi? Thinking about it won't help. We know what to do, so let's do it. Find a way to rid ourselves of these things. We've no solid leads right now, though. We'd best get hunting. If you discover anything that might help us, I'm all ears. Okay. Bạn sẽ làm gì khi mà bỏ được cái bọn nóng nọc ra khỏi đâu? Not a slight on your company, of course. Không lý do gì mà chúng ta không đi tiếp nếu mà chúng ta hợp nhau. If we do survive, we'll have separate lives to return to. I need to get to Baldur's Gate. There's someone waiting for me there. Someone I have to reach as soon as possible. Trên mặt chị này có vẻ là khi mà ít máu thì nó sẽ hiện các cái vết bầm, vết thương. Khá là chi tiết cho một cái game. Seems personal. Thank okay. you. And you're right. It's a delicate matter. Not something for light conversation. Okay. À, chúng ta nên biết nhau thêm một tí nữa. Ok, fine. Thì không muốn nói về bản thân mình sao? I should hope not. Have you ever heard the people who want to talk about themselves? I'm doing you a favor. Ok, nếu mà chị cảm thấy không thoải mái thì ok. I'm sure we'll get along perfectly well. Rồi, có vẻ chúng ta chưa tin tưởng nhau quá nhiều. À, cứ đi đã, tính sao. Ai đấy? Harry, I've got one of those brain things cornered. In the grass, you can kill it, can't you? Like you can. Có con chó não nữa sao? Intellect Devourer thường trong game bọn mình gọi là chó não. Ok. Giúp người dân là việc của tôi. Giúp những người cần giúp đỡ. Cái mũ chuối quá. Chỉ là một con lợn thôi. Dạ anh ơi, gì vậy? Nếu đây là vụ trộm thì sai rồi. Bạn sai rồi. I saw you scuttling about on the ship. You're in league with them, aren't you? Those tentacles. Your mind twists. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark, busy streets. Có vẻ từ khi có con ký sinh trùng đó, chúng ta kết nối với rất nhiều não của mọi người. What's going on? Có vẻ là cái bọn nồng nặc đó nó kết nối chúng ta. Of course. That explains things somewhat. And to think, I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. Okay. Mừng là chúng ta đã hiểu nhau rồi. Please allow me to introduce myself. My name's Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. Giọng ông này có cái my name is Astarion. Oh god. Nghe trong tai nghe sướng tai vết. Well, the blade of frontier. Cây kiếm tiền tuyến. A pleasure. So, do you know anything about these worms? Chúng sẽ biến chúng ta thành Mind Flayer. Turn us into... Of course.
course it'll turn me into a monster. What else did I expect? Although, it hasn't happened yet. If we can find an expert, someone that can control these things, there might still be time. Alright. Ok, vậy thì chúng ta nên đi cùng nhau nào. Cùng tìm. I was ready to go this alone, but maybe sticking with the herd isn't such a bad idea. And you seem like a useful person to know. All right, I accept. Tôi là một người rất tốt để biết, vì tôi là. Party line, party show your character. Ok. Có vẻ chúng ta đã có một cái level up rồi. Từ để thiện save một cái đã. Khi mà level up một cái nhân vật thì chúng ta lại quay lại nói về cơ chế game nào. Chúng ta có thể tiếp tục lên cái class của ban đầu của mình, như của cậu Will là Warlock. Chúng ta có thể chọn một cái class khác, đúng như trong luật của D&D, gọi là multi-classing, tạo nhân vật có nhiều class khác nhau. Nhưng mà cái đấy thì sẽ khá là nâng cao. Và đồng thời mình nghĩ việc lấy một cái class khác, ví dụ như Will là một người đã ký một cái giao kèo với Finn, quỷ dữ, bây giờ lại thêm một cái class khác thì nó làm cái câu chuyện của Will nó bớt phần trầm trọng đi. Nên là mình nghĩ mình sẽ giữ cái class ban đầu. Các nhân vật khác khi mà mình lên level cũng như vậy. Trong cái series chơi này thì mình sẽ giữ toàn bộ cái class ban đầu của họ. Có thể là trong các cái series khác mình chơi, khi mà mình chơi lại đã biết được cái câu chuyện của nó rồi và tập trung vào combat, tập trung vào optimization hơn, thì mình sẽ chú ý làm kỹ hơn về chọn class và multi-class, chọn phép. Tạm thời ở level này chúng ta sẽ lấy Burning Hands là tay lửa, bắn lửa từ tay gây ra sát thương ở một diện rộng. Vì nhân vật này của chúng ta cũng khá ổn với việc gây đam cho một người rồi. Bây giờ để thêm lựa chọn khi mà phải đối mặt với nhiều quái hơn. Phe này cũng không quá xịn, nhưng mà ở level thấp chúng ta không có quá nhiều lựa chọn. Một vài thứ khác để chọn lựa. Thì bây giờ cái phép Eldritch Blast của mình sẽ bắn gây nhiều đam hơn và có thể đẩy cái địch về phía sau nữa. Và cuối cùng chúng ta sẽ đổi Protection với Evil Uncut lấy Command, vì có vẻ hiện tại chúng ta không còn đánh nhau quá nhiều với các thế lực siêu nhiên. Shadow Herd Cleric. Shadow Herd là một High Half Elf Cleric theo thần Shah, một cái vị thần bộ bóng tối, bí mật, màn đêm và sự mất mát. Khi mà lên level thì mình sẽ có một số khả năng đặc biệt của cái vị thần bóng tối này, cũng như là có thêm một vài cái phép khác. Và chúng ta đã chọn xong phép. Khi mà dùng đến từng phép thì mình sẽ giải thích thêm sau. Về cơ bản là ở level này thì Cleric buff, có một tí debuff và hồi máu. Anh này, Rogue, là một cái class mà lén lút, rình mò và đánh khi mà kẻ địch ít để ý để gây ra nhiều đam hơn. Ở level 2 này, chúng ta có vài hành động như có thể dùng bonus action, cái hành động nhanh thay vì là hành động thường để trốn, chạy hoặc là chuồn. Không có lựa chọn gì ở đây cả, tiếp tục thôi. Và vậy là chúng ta đã lên level xong cho ba người bạn của chúng ta. Đây có vẻ là một điểm dừng thích hợp. Chúng ta đã đi qua khá content của game rồi và đã lên level 2. Đây là một kiểu nội dung mới mà mình làm. Thường thì mình không chơi video game trên kênh này. Nếu các bạn thích kiểu nội dung này thì nhớ like và comment bên dưới để cho mình biết nhé. Đừng quên subscribe để không bỏ lỡ các phần sắp tới của series này, cũng như không bỏ lỡ các nội dung D&D mình làm.